Sau hơn một tháng được mổ tách thành hai con người độc lập và phải giãn cách xa nhau để điều trị theo liệu trình riêng, sáng nay ngày 18 tháng 8, hai chị em Trúc Nhi, Diệu Nhi lần đầu được tiếp xúc gần với nhau tại bệnh viện. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng thành phố, hiện tại kiểm soát nhiễm trùng của cả hai bé đều ổn, nên các bác sĩ tại phòng điều trị chăm sóc đặc biệt, khoa hồi sức tim ngoại hình đã kéo giường lại cho hai chị em tay bắt mặt mừng, vui chơi cùng nhau. Tuy có chút cảm giác lạ lẫm ban đầu, thế nhưng Trúc Nhi, Diệu Nhi nhanh chóng vui vẻ, chơi đùa cùng nhau. Cả hai chị em đều được diện quần áo đẹp và vô cùng phấn khích khi lần đầu được nắm tay nhau sau hơn một tháng kể từ ca phẫu thuật. Hiện tại sức khỏe của Trúc Nhi, Diệu Nhi phục hồi tốt, các vết thương tách rời vùng bụng chậu và tầng sinh môn, hậu môn tạm của hai bé đã khô ráo, ổn định. Phần chân bó bột toàn phần sau mổ đã được tháo dần, nên thay vì mặc đồ của bệnh viện thì hôm nay hai bé được diện quần áo đẹp. Trúc Nhi đã tháo nẹp bột hoàn toàn, còn em Diệu Nhi thì 5 tuần nữa chụp phim. Nếu phục hồi xương và khung chậu tốt, cũng sẽ được tháo hoàn toàn như chị. Hai chị em sẽ được tiến hành vật lý trị liệu vận động, đánh dấu một bước ngoặt chuẩn bị cho việc tập đi của hai cơ thể hoàn toàn độc lập. Trúc Nhi, Diệu Nhi rất tinh nghịch, hiếu động, hai bé còn cười nhe mắt, rạng rỡ khi được mặc quần áo mới. Một năm đầu đời, song Nhi nương tựa, nhường nhịn nhau trong vận động gần như tuyệt đối. Chúng tôi hy vọng trong tương lai, hai chị em luôn tiếp sức cho nhau, bác sĩ Vũ chia sẻ. Một tháng sau ca đại phẫu, Trần Thị Hồng Thúy, 27 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, mẹ của Song Nhi, viết tâm thư. Con bước vào cửa tử và đi ra với hình hài khác. Đây là điều hạnh phúc nhất mẹ mong chờ. Luôn khỏe mạnh, bình an con nhé. Những đau đớn nhất trong đời đã qua và con sẽ sớm quên đi nó. Tương lai con sẽ tốt đẹp trong một hình hài mới. Con sẽ có bạn cùng đi học, đi chơi và không bao giờ bị kỳ thị. Được biết Trúc Nhi, Diệu Nhi được sinh ra vào ngày 7 tháng 6 năm 2019 với hình hài dính nhau vùng bụng chậu. Mọi sinh hoạt đơn giản nhất như tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống của hai bé đều rất khó khăn. Hai chị em đã cùng 100 y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam thực hiện ca phẫu thuật tách rời cơ thể vào ngày 15 tháng 7. Hiện tại hai chị em Trúc Nhi, Diệu Nhi vẫn đang được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố theo dõi và điều trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của cặp song sinh trên kênh YouTube của Sài Gòn TV.